là quen thuộc với tất cả mọi người, đó là lá lốt. Lá lốt là loại rau quen thuộc trong nhân dân thường dùng để ăn sống như các loại rau thơm hoặc dùng làm rau gia vị khi nấu canh. Ngoài là rau ăn lá, lá lốt còn là vị thuốc chữa nhiều bệnh. Khi dùng có thể dùng tươi, phơi hay sấy khô. Theo kết quả nghiên cứu hiện đại, lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau khá tốt. Còn trong y học cổ truyền, lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, có công dụng ôn trung, làm ấm bụng, tán hàn, hạ khí và chỉ thống, tức làm giảm đau. Thường được dùng để chữa các chứng đau nhức xương khớp khi trời lạnh, chứng ra nhiều mồ hôi ở tay chân, mụn nhọt, lâu liền miệng, vân vân. Lá lốt là vị thuốc dễ tìm, có bán ở các chợ. Ở nông thôn càng dễ kiếm hơn vì lá lốt mọc hoang khắp vườn. Qua phần giới thiệu vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết được tính năng sơ nét của lá lốt, và lá lốt rất dễ tìm, dễ kiếm, có thể bắt gặp ở bất kỳ chợ nào. Và sau đây thì chúng tôi xin được giới thiệu vị lương y rất là quen thuộc của chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam, đó là lương y Nguyễn Công Đức. Ông sẽ giới thiệu rõ hơn về công dụng của lá lốt cũng như phối hợp với vị thuốc nào để có thể có được một bài thuốc chữa bệnh đau nhức cho người già. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Thực ra thì bệnh về các cái chứng phong thấp, về chứng tý, về đau nhức, Tây y thì có các cái từ thí dụ như là viêm đa khớp dạng thấp ha, vân vân, thì một bài thuốc nó rất là nhiều. Nếu đúng bài bản của nó thì giáo sư Bùi Chí Hiếu có một cái bài thuốc trị phong thấp thì gồm có, tôi đọc tắt chữ, tức là lốt mắc cỡ chi niên kiện xước linh xài ổ địa. Lốt mắc cỡ tức là lá lốt mắc cỡ, quế chi thiên niên kiện là cây nóng ấm, để giải quyết trong trường hợp là hàn tí tức là lạnh. Rồi, lốt mắc cỡ chi niên kiện xước linh xài ổ địa, cỏ xước thổ phục linh là nó là trừ thấp trong những cái trường hợp mà bị phù ha. Còn nghe sưng nóng đỏ đau thì mình có là xài đất và hà thủ ô. Hà thủ ô là bổ huyết và sinh địa. Nhưng mà để đủ cái bài thuốc như thế thì rất là khó, rất khó. Mà hiện nay bà con đi tới cái hiệu thuốc để mua cái bài thuốc này thì mỗi một thang cũng trên dưới gần cả 100.000. Mà uống phải lâu dài, có thể 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng không chừng, rất là khó. Thành ra để dễ dàng cho bà con, tôi xin giới thiệu. Đơn giản nhất là chúng ta có 3 vị cho tất cả các cái thể. Tức là trời lạnh đau tăng, rồi đêm đau hơn ban ngày, sưng nóng đỏ đau, rồi bị phù, sưng đầu gối, hoặc là bị lạnh mà đau thì và đau di chuyển. Cái cây đầu tiên tôi xin giới thiệu bà con đó là lá lốt. Lá lốt thì lá lốt đơn giản là lá lốt, có bò lá lốt ha, bò nướng lá lốt ha. Rồi lá lốt trong món ăn hàng ngày chúng ta cũng sử dụng nhiều, thì bộ phận dùng của nó là toàn cây. Mình có thói quen mình hay giật ở trên thì nó mất cái rễ, nhưng mà cái hiệu quả nhất trong cái bài này lại là bộ phận nó là rễ, cho nên là lá lốt mà toàn cây mà cả rễ, cả rễ. Tên khoa học nó là Biberolos, họ Biberaceae, tức là họ hồ tiêu. Nó giống như lá trầu này bà con, cho nên cây tiêu, cây trầu cũng là một họ Biberaceae. Cũng là họ hồ tiêu thôi. Đơn giản là chúng ta dùng tươi hoặc là phơi khô. Nếu phơi khô để dành thì chúng ta rửa sạch cả rễ, cắt 3 phân, rồi phơi ở trong mát cho nó héo, rồi đưa ra nắng khoảng chừng 2 nắng là chúng ta để dành được. Liều dùng mỗi ngày như vậy là khoảng chừng 30g. 30g là vừa. Nếu nói vậy thì 100g được không? Không được. Đặc biệt cái lá lốt này là tên thuốc của nó là tắc bát ở trong đông y, mà nếu mà dùng mà với cái liều mà trên 50g thì nó đi sâu, đi thẳng vô trong xương tủy thì nó lại đau hơn, chứ nó không lại không giảm đau. Thành ra cái liều phải lưu ý 30g là liều tối đa. Nếu dùng tươi là khoảng 50g đến 70g thôi. Cái vị thứ hai là bà con thấy là hai bên đường mình đi tập thể dục, thỉnh thoảng mình thấy có cây thôi rồi mình đụng cái tự nhiên cái lá nó xếp lại, cái hoa nó ngủ trống, là hoa mắc cỡ, tức là còn gọi là trinh nữ ha, mà lá nó tím đó, thì tên khoa học nó là Mimosa pudica, họ Mimosaceae, tức là họ trinh nữ. Để tránh nhầm lẫn với lại cái cây trinh nữ hoàng cung thì là không đúng, cái cây kia
là Rhinum latifolium là khác, còn cái này là mimosa cơ. Gọi cây mắc cỡ đi. Cây mắc cỡ, rồi như vậy là đúng. Có gai đó. Đúng, lá lốt mắc cỡ là hai vị, mắc cỡ cũng là khô là 30 gram, tươi là từ 50 cho đến 70 gram. Cái vị thứ ba mà bà con cũng đã có nghe qua hoặc là thấy bình thường nhà nào cũng có trồng là cây đinh lăng. Tại vì đinh lăng là cơ bản nhất là nó bổ huyết. Mà nãy mình nói là trị phong tiên trị huyết, cho nên mình lấy cái vị thuốc mà bổ huyết là làm đầu. Xin nhắc lại là lá lốt 30 gram khô, mắc cỡ 30 gram khô, đinh lăng là lá. Tại vì bây giờ mình đòi rễ như thế này thì rất là khó ha. 3 năm mới có rễ, nhưng mà nếu có được thì tốt. Có được là tốt, nhưng không là cứ dài xài cành với lá thì giá trị nó cũng như nhau. Chứ không nhất thiết phải là dùng rễ. Thì liều khô nó là 30 gram, mà tươi đinh lăng cũng là 50 đến 70 gram. Ba vị này là phối hợp chung lại ha, rửa sạch rồi ta đổ vào 1 lít rưỡi nước, nấu còn 1 lít uống cả ngày. Đó là cái bài thuốc cơ bản. Tôi nhắc lại là lá lốt, mắc cỡ và lá đinh lăng là trị các trường hợp mà đông y gọi là phong thấp. Kể cả phong là di chuyển, hàn là lạnh, rồi sưng nóng đỏ đau và có sưng đầu gối trở xuống và ra mồ hôi cũng đều dùng một bài thuốc này. Tuy nhiên có một số người là thí dụ như họ uống vào bị tiêu chảy chẳng hạn, như vậy thì chứng tỏ là tỳ vị họ yếu. Thì cũng bài thuốc lá lốt, mắc cỡ và đinh lăng, và ta nếu mà bị tiêu chảy hoặc là lạnh, sợ lạnh, dễ bị cảm thì ta thêm gừng tươi. Củ gừng tươi là thêm khoảng chừng 5 lát gừng tươi cho nó dày chút xíu ha, bỏ chung vô là nấu uống. Còn đó là trường hợp mà người bị hàn. Còn nếu người bị nhiệt thì sao? Thì là môi khô, miệng khô, họ khát nước, đi cầu bón, đi tiểu vàng, họ bị đau nhức khớp mà thường là sưng nóng đỏ đau là nhiều. Thì cũng là lá lốt, mắc cỡ, đinh lăng, nhưng không có thêm gừng mà là thêm đậu đen. 100 gram đậu đen xanh lòng cũng được, đậu đen thường, bỏ chung vô cũng 1 lít rưỡi nước, nấu còn 1 lít uống cả ngày. Thì đó là cái bài thuốc nam cơ bản và hiệu quả. Tôi xin nhắc lại là hiệu quả nha, bà con đừng có coi thường nó. Là tôi chỉ có thể giải thích là biberolốt là lá lốt, nó là khu phong, mắc cỡ là khu phong. Như vậy thì là nó là phong, ta nói trị phong mà. Cho nên nó là cái chữ phong là cái chữ mà đông y hay dùng, cho nên nó khu phong là lá lốt, mắc cỡ là mình giải quyết được. Mà tiên trị huyết tức là cái đinh lăng nó bổ huyết. Thì đó là rất là cơ bản. Như vậy vấn đề còn lại là nếu người đó hàn thì ta thêm gừng. Nếu cơ thể người đó nhiệt thì chúng ta thêm đậu đen. Xin nhắc lại là hàn thì sao nè, tức là lạnh nè, sợ lạnh nè, đi cầu lỏng. Lúc nào cũng muốn mặc áo, sợ nước lạnh cho nên là thích nước nóng. Đó là thì phải thêm gừng. Còn nếu mà là cầu bón tiểu vàng ha, thì lại là thêm đậu đen. Đó là bị nhiệt. Đó bị nhiệt. Nói để bà con có một cái hình dung về các cái thể trạng bệnh. Thì đó là cái bài thuốc nam, mà mình là dân nam mà nên ta dùng thuốc nam. Nhưng mà hiệu quả. Như vậy thì vấn đề đặt ra là dùng bao lâu? Bà con cứ kiên trì đi. Đừng có nản chí, cứ là dùng đến một tuần là thấy tất cả các cái đau nhức đó nó bớt. Thế bây giờ vấn đề đặt ra nữa nè, có hỗ trợ cái gì thêm hay không? Trong trường hợp mà sưng nóng đỏ đau thì bà con dùng lá đu đủ. Lá đu đủ rồi rửa sạch, giã nhuyễn ra rồi đắp cái đầu gối bó lại thì sáng mai là nó tự nó tiêu. Cái đó là cái đặc biệt. Còn nếu mà nó lạnh đau tăng, trời lạnh đau thì ta xoa cồn xoa bóp. Hoặc là có một bài thuốc rất hay, nó trị được cái sưng của cái bị bầm, bị chấn thương mà cũng là bị sưng nóng đỏ đau, tức là củ gừng. Rửa sạch xong rồi ta lấy giấy ta lau cho nó khô đi. Tức là rửa sạch nhưng mà lau khô. Khô xong ta thái mỏng ra, luồn vỏ, giã nhuyễn với lại 2 muỗng đường cát. Nhớ là không phải muối mà là đường cát, rồi đắp vô cái chỗ sưng, chỗ đau đó. Thì một điều rất là tuyệt diệu là đắp xong tới sáng là coi như dồn lại cái chỗ bầm, nó hết bầm mà nó không đau được. Và cái này cũng rất hiệu quả, là khi mình đóng đinh, đinh không đóng mà đóng vô ngón tay, ngã nó tróc móng mà, thì cũng dùng gừng với lại đường người ta bó lại. Thì nó hết. Và cũng xin chẩn đoán phân biệt với bà con ở điểm này nữa, là nãy giờ ta nói là viêm đa khớp dạng thấp, viêm khớp
Còn có cái trường hợp nữa mà nghe nói thống phong, tức là gút, thì nó khác cái này ở chỗ nào? Gút là thống phong thì người ta lại phát hiện cũng qua cái siêu âm, cũng qua cái x-quang hình ảnh, nhưng mà thử máu thì thấy cái lượng acid uric tăng. Đối với người nam nó chỉ cho 5 thôi, nhưng mà 7, 6, 7, 8, 9 thì chứng tỏ là nó bị acid uric tăng, thì nó bị gút. Cái triệu chứng đầu tiên nó là nó đau mà nó nóng bỏng hai cái ngón cái, ngón chân cái. Rồi sau đó là có thể nó sưng ra, rồi lâu dần là mãn tính nó thành cái cục tô phi. Trong đó là oxalate canxi không ở trong các cái tinh thể, và cái tinh thể này nó giống như cái tinh thể của cái sỏi thận. Như vậy ít nhiều gì nó có liên quan đến cái sỏi thận. Như vậy thì lệ thuộc vào cái chế độ ăn. Ví dụ ăn nhiều gan động vật, thịt có màu đỏ thì nó nhiều purine, thì gan nó không có tổng hợp được, nó không có chuyển hóa được cái này, nó tích tụ acid uric, lâu dần cái nó thành các cái gút đó. Cho nên và điều trị cái đó là làm sao cái acid uric nó giảm xuống là trị được cái gút. Như vậy thì thuốc nam ta có là lá sa kê 2 lá, đậu bắp là 100 gram, lá ổi non 20 gram, nấu 1,5 lít, còn 1 lít uống cả ngày thì acid uric giảm, trị được cái gút. Thí dụ như đang cấp tính thì sao? Tức là chiều đi dự đám cưới đứa cháu ruột mà bây giờ là coi như đau đi quá, không được, đau quá làm sao? Thì nửa ký dưa leo là dưa chuột, rửa sạch rồi thái nhỏ, bỏ mấy xe sinh tố hoặc là giả vắt lấy nước, uống hết nửa ký đó là chiều đi bình thường. Cái đó giải quyết tức thời. Giải quyết tức thời là bằng dưa chuột, dưa leo. Cho nên trong cái thức ăn mà mình thấy có thêm dưa leo là rất là tốt. Tức là nhằm là kiểm soát cái acid uric. Cái đó là tôi nói phân biệt cái bệnh gút ha. Nó không nằm trong cái này, nhưng mà để bà con có một cái hình dung nó cụ thể hơn, chứ không khéo là